Hello mọi người, tôi đang tranh thủ đi hái lộc đầu xuân. Vâng, tin nóng bóng đá đầu tiên của năm mới. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và chúng ta tiếp tục gắn bó với nhau trong rất nhiều những thông tin, rất nhiều những câu chuyện, rất nhiều những chia sẻ khác nhau. Hơi tối một tí mọi người ạ, nhưng mà cảm giác vẫn rất là đặc biệt, quá nhiều lần như thế này rồi. Nguyễn Philip có hành động gây ngỡ ngàng người hâm mộ. Thưa quý vị, sau Asian Cup, Nguyễn Philip đang nhanh chóng tập trung cùng câu lạc bộ của Hà Nội tập luyện để chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của V-League. Hết ngày 28 Tết âm lịch, tức ngày 8 tháng 2 dương lịch, câu lạc bộ của Hà Nội đã cho các cầu thủ chính thức bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Nguyễn Philip cũng đã chuẩn bị cho dịp Tết đầu tiên ở Việt Nam. Anh đã cùng gia đình gói bánh chưng, sắm đồ, chụp ảnh áo dài truyền thống rất đẹp. Tuy nhiên, vào thời điểm 30 Tết khi mọi người đang quây quần bên gia đình để chuẩn bị chào đón thời khắc giao thừa, thì Nguyễn Philip bất ngờ trở lại đội bóng danh của câu lạc bộ và tập luyện cùng các đồng đội. Tập luyện cùng Nguyễn Philip là hai ngoại binh, đó là Jefferson và Kiovane, dưới sự hướng dẫn của một vài chuyên gia nước ngoài. Có thể thấy Nguyễn Philip rất quyết tâm và chăm chỉ tập luyện để cố gắng giữ vững phong độ, thể trạng và thể hiện tốt hơn trong thời gian tới. Tới đây sẽ cùng với người thầy mới, đó là huấn luyện viên Kieti Sắc chinh chiến tại V-League. Câu lạc bộ của Hà Nội đang có khởi đầu không tốt và nhiệm vụ của Nguyễn Philip cùng các đồng đội là cố gắng trở lại đường đua vô địch càng sớm càng tốt. Câu lạc bộ của Hà Nội sẽ chính thức trở lại với trận đấu tiếp đón câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 18 tháng 2 tới đây. Năm cầu thủ nổi bật nhất của làng bóng đá Việt năm 2023, Đình Bắc, tài năng trẻ ghi dấu ấn. Thưa quý vị, bóng đá Việt Nam trong năm vừa qua chứng kiến sự xuất sắc của nhiều cá nhân, đặc biệt là những tài năng trẻ, còn ghi dấu ấn ở cả cấp độ đội tuyển quốc gia. Năm 2023, bóng đá Việt Nam có nhiều nhân tố trẻ đã ghi điểm. Đồng thời, các cầu thủ trụ cột vẫn tiếp tục khẳng định được chỗ đứng của mình với màn trình diễn xứng đáng nhận được sự vỗ tay. Hãy cùng chúng tôi điểm qua top 5 cầu thủ tạo ra ấn tượng mạnh mẽ nhất của bóng đá Nam Việt Nam trong năm 2023. Cái tên đầu tiên chúng tôi muốn kể đến đó là Văn Quyết. Ở mùa giải 2023, Văn Quyết đứng đầu câu lạc bộ Hà Nội ở hai chỉ số: 9 bàn thắng, 9 pha kiến tạo sau 13 trận. Tiền đạo sinh năm 91 đã xóa bỏ mọi nghi ngờ về tuổi tác khi đóng góp lớn vào ngôi Á quân của Hà Nội FC ở V-League 2023. Văn Quyết chia trên số nội tốt nhất mùa giải vừa qua của bóng đá Việt Nam. Thành tích của Văn Quyết sẽ còn ấn tượng hơn nữa nếu như anh không bị kỷ luật do xô xát với trọng tài. Vắng Văn Quyết, sức mạnh của Hà Nội FC bị ảnh hưởng rõ rệt khi anh phải nhận án treo giò 8 trận. Đây cũng là lý do khiến cho Văn Quyết vắng mặt trong danh sách đề cử của bóng vàng Việt Nam 2023. Tuy nhiên, không thể vì thế mà phủ nhận màn trình diễn ấn tượng của tiền đạo đến từ câu lạc bộ Hà Nội. Ở V-League 2023-2024, Văn Quyết tiếp tục là đầu tàu của đội bóng thủ đô. Anh một lần nữa lỡ hẹn với đội tuyển quốc gia khi không có tên trên danh sách dự Asian Cup 2024. Khán giả đang chờ đợi sự trở lại của cầu thủ sinh năm 1991 ở bản danh sách sắp tới tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 vào tháng 3 tới đây. Cầu thủ tiếp theo đó là Nguyễn Hoàng Đức. Hoàng Đức cùng với Tuấn Hải là hai ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu Quả bóng vàng 2023. Mùa giải 2023, Hoàng Đức được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất V-League. Tiền vệ quê Hải Dương ra sân 19 trận trong tổng số 20 trận của câu lạc bộ Thể Công Viettel. Hoàng Đức đã có cho mình 5 pha lập công cùng 5 đường kiến tạo. Ngoài ra, Hoàng Đức còn lọt vào đội hình tiêu biểu của mùa giải. Một thống kê khá thú vị khác là Hoàng Đức chính là cầu thủ hiếm hoi kiến tạo 5 lần ở 2 trận liên tiếp trong lịch sử của V-League. Tính ở mùa giải 2023, sự ổn định của Hoàng Đức đã góp phần giúp câu lạc bộ Viettel đứng hạng 3 V-League cùng ngôi Á quân quốc gia. Hoàng Đức có mặt ở tất cả các đợt tập trung đội tuyển Việt Nam trong năm 2023 vừa qua. Dưới thời huấn luyện viên Philippe Thuzier, cầu thủ xem 98 đóng góp 1 pha kiến tạo cho Công Phượng. Đó là trận đấu trước Palestine, chúng ta giành chiến thắng với tỷ số 2-0. Ở hai trận vòng loại World Cup, huấn luyện viên Thuzier không sử dụng Hoàng Đức. Phu đội trắng vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của khán giả. Điều này là hoàn toàn dễ hiểu so với phong độ ấn tượng của Hoàng Đức trước hai trận đấu của đội tuyển Việt Nam. Đến với Asian Cup, huấn luyện viên Thuzier chờ Hoàng Đức đến phút cuối trước khi lên đường sang Qatar. Tuy nhiên, cầu thủ quê Hải Dương không kịp bình phục và đành lỡ hẹn với giải đấu hàng đầu châu lục. Cầu thủ tiếp theo chắc chắn rồi, Phạm Tuấn Hải. Anh chính là điểm sáng của câu lạc bộ Hà Nội trong thời gian qua. Cú bứt phá AFC Champions League mùa giải vừa qua cùng giải quốc nội giúp Tuấn Hải nổi lên là ứng viên cạnh tranh với Quả bóng vàng Việt Nam với Nguyễn Hoàng Đức. Ở đấu trường châu lục, Tuấn Hải ghi tổng cộng 4 bàn thắng, thậm chí Tuấn Hải còn xếp trên cả siêu sao Ronaldo ở danh sách vua phá lưới AFC Champions League 2023-2024 ở vòng bảng. Tại cấp độ câu lạc bộ thì Tuấn Hải có 7 pha lập công cùng 5 đường kiến tạo trong mùa giải 2023. Tính đến hết vòng 7 V-League mùa giải này, Tuấn Hải đóng góp 2 bàn thắng cho đội bóng thủ đô. Trước khi của đội tuyển Việt Nam lên đường tham dự Asian Cup, Phạm Tuấn Hải được AFC lựa chọn là một trong cầu thủ đáng chú ý nhất. Tuấn Hải chính là tác giả bàn thắng thứ hai vào lưới của đội tuyển Nhật Bản ở vòng bảng. Đây là lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam ghi được đến 2 bàn thắng trước Nhật Bản trong một trận đấu chính thức. Tiếp theo, xin được nhắc tên tài năng trẻ Đình Bắc. Nguyễn Đình Bắc được coi là phát hiện mới thành công nhất dưới thời huấn luyện viên Philippe Thuzier. Sự nghiệp của Đình Bắc cũng thăng tiến rất nhanh khi được triệu tập lên U23 và cả đội tuyển Việt Nam. Trong đợt giao hữu FIFA Day tháng 10, Đình Bắc đã ra mắt đội tuyển quốc gia và có 2 lần đá chính. Màn trình diễn của sao trẻ này là tương đối ổn. Tiếp theo đó, Đình Bắc còn để lại dấu ấn đặc biệt hơn nữa khi lập công giúp tuyển Việt Nam thắng Philippines ở trận ra quân vào loại World Cup 2026. Cái tên Nguyễn Đình Bắc trở thành tâm điểm đáng chú ý của truyền thông châu Á sau pha đánh đầu ngược đẳng cấp xé lưới Nhật Bản. Đình Bắc đã trở thành cầu thủ thứ hai trong lịch sử bóng đá Việt Nam làm điều này sau Thanh Bình. Thưa quý vị, là sân chơi đẳng cấp như Asian Cup sẽ là hành trang không thể tuyệt vời hơn cho Đình Bắc trong tương lai. Cầu thủ gốc Nghệ An bày tỏ sự tiếc nuối khi đội tuyển Việt Nam bị loại sớm.
Tuy nhiên, phía trước của Đình Bắc vẫn còn hàng loạt những giải đấu như vòng chung kết U23 châu Á hay vòng loại U23 châu Á, vòng loại World Cup 2026. Tại cấp độ câu lạc bộ, dù mới chỉ 19 tuổi, cầu thủ này đã làm mưa làm gió tại giải hạng nhất và xuất sắc có được danh hiệu cầu thủ hay nhất của giải. 8 bàn thắng, 7 lần kiến tạo sau 12 trận ra sân của Đình Bắc cũng giúp cho câu lạc bộ Quảng Nam trở lại V-League sau 3 năm vắng bóng. Cái tên cuối cùng chắc chắn nhiều quý vị khán giả cũng đang chờ đợi, Nguyễn Philip. Nguyễn Philip vừa rồi đã có một năm rất đáng nhớ với bóng đá Việt Nam. Ngay mùa giải đầu tiên về với sân chơi V-League, thủ môn mang hai dòng máu Việt Nam Cộng hòa Séc đã trở thành cho trận đá tin cậy của câu lạc bộ của Hà Nội với những pha ra vào cực kỳ ấn tượng. Và ngay lập tức, Nguyễn Philip đóng góp công lớn vào chức vô địch V-League của câu lạc bộ ngành công an ngay sau khi lên hạng. Bên cạnh đó, một trong những sự kiện đáng nhớ bậc nhất trong sự nghiệp của anh chính là việc đã có quốc tịch Việt Nam. Hình ảnh Nguyễn Philip vui vẻ khoe căn cước công dân khiến cư dân mạng vô cùng thích thú. Sau đó, Nguyễn Philip đã lọt vào mắt xanh của huấn luyện viên Philippe Thuzier, lần đầu tiên có cơ hội ăn cơm tuyển. Cùng với sự thể hiện ấn tượng của mình trong các buổi tập, Nguyễn Philip đã có suất bắt chính ngay tại Asian Cup. Anh đã khiến tất cả phải vỗ tay tán thưởng với những pha bắt bóng bổng cực kỳ chắc chắn, khả năng chơi chân đặc biệt cực hay của mình. Một giải đấu dù không có thành công của đội tuyển Việt Nam với 3 trận toàn thua, nhưng Nguyễn Philip vẫn là một trong những điểm sáng hiếm hoi của những chiến binh sao vàng tại sân chơi châu lục. Thưa quý vị và các bạn, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Vietnam Sport ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo của Vietnam Sport News.